Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Thì hôm nay mình mời mọi người đi cùng mình đi ngắm hoa tulip nhé. Thì hoa đào mới qua thì hoa tulip ở Hàn Quốc lại đang chuẩn bị nở mọi người ạ. Đợt này mình lên công viên ở trên Seoul ấy. Công viên này công viên quốc gia mọi người ạ, lớn nhất Seoul nhé, để ngắm hoa tulip và đi tham quan công viên nhé. Mời mọi người đi cùng mình nhé. Mình đã đến công viên rồi mọi người. Công viên này rất là lớn mọi người nhé. Công viên có tên là Seon Sup này. Đây tiếng Anh của nó kìa mọi người cả. Chà, sau hai trận mưa cái và nó lở rộ nhá. Hiện tại trên đây thì là mọi người đến đây rất là đông nhá. Trước rồi mình đi tầm chiếu mọi người ạ. Theo kinh nghiệm của mình, cái chỗ nào mà tụ tập đông người ấy thì chắc chắn là chỗ đấy có la. Hoa đỗ quyên mọi người này, bụi rậm ở bên đây cũng đẹp nhá, và mùa cũng rất là đẹp mọi người nhá. Kia rồi, cái vườn hoa tulip kia rồi mọi người ạ. Ôi dồi ôi, mệt quá. Nói chung đi một vòng ấy, đi một vòng cuối cùng cũng về đến nơi. Mọi người đi tham quan hoa cùng mình nhá. Trời ơi đông người quá. Đông người. Mà đông người thì đông người chứ kệ chứ. Nhìn đẹp ha. Hai ngày mưa hoa nó rất là đẹp. Cái chỗ này cũng đẹp này, hoa nó trải dài như này cơ mà. Ai cũng có bạn bè đi cúng để chụp ảnh cho. Đẹp ha, đẹp nhở. Mấy ngày trước ấy Hàn Quốc có mưa ấy mọi người, nên hôm nay trời nắng to ấy, và lở đẹp. Cái chỗ này màu đỏ đẹp này, màu đỏ thì lên hình là đẹp nhá, phải nó nổi bật mà. Đấy. Nó nổi bật, cái chỗ này là nó chưa lở hoa nhiều, nó chưa đẹp lắm ấy. Lên cái chỗ là nở hoa mới đẹp. Trời ơi sao tôi nghĩ chỗ này nó mới trồng quá à, giờ vẫn còn con nụ ấy. Chỗ này phải nở bung như hoa này mới đẹp này. Nhưng nó lại màu trắng mới chết chứ. Bên kia màu đỏ đẹp thế cơ mà. Nhìn đẹp ha. Lên kia quay mới đẹp. Lên đây màu đỏ mới đẹp này. Màu đỏ nó lở hết rồi này. Đấy. Nó lở đẹp này cơ mà. Ở đây có thể bao quát nhìn xung quanh nhá. Mà sao nó lại giả ra sang một bên là thế nào ấy nhở. Thế lạ quá ha. Đấy. Nhìn đẹp ha. Đây này, nó phải lở như này mới đẹp mọi người này. Quá phải cho tẽ ra như này mới đẹp. Quá phải cho tẽ ra. Nhìn mới đẹp. Đây màu đỏ nhá, bên kia nó khoảng già bên kia nữa. Nhìn cũng ok đúng không? Còn màu gì nữa xem nào. Nếu như mọi người thích mùa thu Hàn Quốc ấy thì mùa thu ra đây nhá. Cây này là nó sẽ màu vàng hết này. Cây này sẽ màu vàng hết đấy mọi người ạ. Rất là đẹp nhá. Cái chỗ này là rất lên rất nhiều phim Hàn Quốc rồi đấy. Chỗ này mới ở cái bờ hồ bên kia nhá, mình xem bờ hồ bên kia mình quay nhá. Đây là cái bờ hồ này này. Được lên rất nhiều trên tivi đấy mọi người. Mùa hoa anh đào, cái cây đấy là hoa cây hoa anh đào ấy, nó lở dập trời luôn. Chỗ này cũng rất là đẹp này. Cái đợt mùa hoa anh đào vừa rồi ấy, mình không kịp lên đấy bởi vì nó hơi xa ấy. Nên là mình lỡ mất mùa hoa anh đào ở trên đây rồi. Nhưng mà hẹn năm sau đi, còn nhiều dịp mà. Nhìn đẹp ha. Ở đây nó chiếu cái phim gì ấy nhìn, quên tên rồi. Nói chung không phải mọt phim Hàn, người ta còn lấy mấy cái mô hình này cho bọn trẻ con nó chơi mọi người. Nhìn hay ha. Đây có nhiều mô hình này, bọn trẻ con đấy ngồi đây này, cho vui nhở. Trời ơi nhìn từ xa này mới đẹp chứ. Nhìn từ xa đẹp không? Ê, mình nghe nói nhá, mùa hoa anh đào chỗ này hoa anh đào nó lở rộ này, nhìn rất là đẹp. Nhìn đẹp ha. Đó, lỡ mất mùa hoa anh đào rồi. Nhìn đẹp nhở?
Bên ngoài nó còn lung linh hơn mọi người ạ. Tại vì mình cái máy ảnh của mình ấy nó chụp nó quay thiếu sáng ấy, nên là nó quay không đẹp lắm. Đúng là vườn quốc gia nó khác. Sợ thật, xung quanh đây toàn công ty giải trí thôi. Nên là khu này cũng rất nổi tiếng với người nước ngoài ấy, mọi người ạ. Thấy có nhiều 50%, 70% là người nước ngoài, còn đâu 30% là người Hàn thôi. Bây giờ ấy, trời nắng đẹp với mọi người, tranh thủ quay nhá. Tí nữa trời nó không còn nắng nữa ấy, là không đẹp đâu mọi người ạ. Nó cứ âm u của gì ấy. Nói chung khu này có nhiều cách để quay lắm mọi người ạ. Nhưng mà hôm nay mình chủ yếu mình lên mình quay hoa tulip thôi. Nhưng khu này có rất nhiều cái để quay nhá. Ví dụ điển hình là cái cầu này nhá. Đi có nổi không? Chứ mình chịu à, nó cứ đung đưa mọi người ạ. Đây là cái cầu này này, đấy. Nhìn mấy bạn Tây đi này, nó cứ đung đưa thôi. Có rất nhiều hoa tulip ở khu này, có rất nhiều nhá. Có rất nhiều cái để hay, rất hay. Chỗ nào đông người thì đến. Ở cái chỗ này lở vào rồi đấy. Ok, cái cầu bên kia đẹp ha. Đi sang bên đấy xem nè. Đi sang đấy chơi cũng được. Phong cảnh ở chỗ cây cầu cũng đẹp ấy mọi người ạ. Phong cảnh chỗ cây cầu cũng đẹp nhá. Cái đợt trước mình lên mình quay ấy thì là nó chả có cái gì, không có hoa này, không có lá này, không có một cái gì cả tại mùa đông ấy. Hồ này mùa hè mát này. Trời ơi là trời ơi. Nhìn là đẹp ha. Bây giờ nó chưa phun nước mọi người ạ. Nhìn đẹp nhỉ. Bên này cũng đẹp này. Bên này thì có mấy con gì không biết. Quên mất tên rồi. Con vẹt à? Hay con ngỗng? Bên này đẹp hơn này. Bên này có nhiều hoa mọi người. Nhìn đẹp hơn. Bên này có nhiều hoa. Bên kia chỉ có cây xanh thôi. Đẹp ha. Rồi sắp hết pin rồi. Ngồi nghỉ một tí nhở, đói quá. Có rất nhiều bạn mấy bạn đi du lịch sang đây có rất nhiều nhá. Mình thấy mọi người đứng đây chụp ảnh thì mình cũng đứng đây chụp ảnh nhá. Chắc chỗ này đẹp ha đúng không mọi người, xanh à? Nhìn tòa nhà kia đẹp ha. Nghe nó Blackpink trên đấy đấy. Ở trên đây cây mới đẹp này. Ở trên đây ít người chụp ấy. Cây đẹp. Có nhiều cái nở rồi, có nhiều cái chưa nở. Nhìn đẹp ha. Nói chung là năm nay thì là mọi năm chứ. Mọi năm thì là trên đây là chủ đạo là hoa tulip nhá. Hình như không biết ở dưới cái công viên chỗ gần nhà mình có thì mình không biết. Nhìn được ha. Nói chung quanh đi quận lại cũng chỉ có như này thôi, chỉ có từng đây thôi mọi người ạ. Không có hơn nhá. Nhìn đẹp này. Đấy, chỗ này cũng đẹp này. Chỗ này màu hồng đẹp quá, hoa hồng đẹp à. Màu hồng đẹp à. Mấy cái kệ hoa màu tím kia nó chưa ra nụ. Bây giờ mình sẽ đi lên cây cầu đằng sau kìa. Cây cầu cũng nổi tiếng với mọi người. Mùa hoa anh đào cây cầu này rất là nổi tiếng luôn. Tại vì nó cây anh đào ấy, hoa anh đào nó sẽ mọc ở hai bên ấy. Nên là cũng rất là đẹp đấy. Để tí mình lên mình xem. Hôm nay sao đông người ấy nhở? Hôm nay giữa tuần mà sao đông người ấy nhở? Đây từ trên cây cầu nhìn xuống đây. Toàn muỗi. Bên này rừng cũng đẹp mọi người này. Bên này cũng đẹp này. Hầu như người Hàn người ta thích đi bộ lắm mọi người. Đi bộ công viên này xong leo núi ấy. Mọi người nhìn đi, công viên nó rộng thế này cơ mà. Bên kia nhá.
băng qua đường xong lại sang bên này đấy, rộng này mà nó được ngay ngã ba cao tốc luôn. Mà đường phố Hàn Quốc đi á, nói chung không sợ lạc nhưng mà hơi sợ mọi người ạ. Trông kìa, cây hoa anh đào mọi người này, nhưng mà nó rụng hết rồi nhá, mùa hoa anh đào qua rồi, nó rụng hết hoa rồi, trước nó nở thì đây đẹp lắm nhá. Nó chụp ảnh từ đây, ở dưới đây này, con đường hoa anh đào đây này. Đấy. Công viên bên này ấy, cửa số 111 ấy thì là về động vật mọi người nhá, người ta trưng bày động vật ấy. Nói chung là bên này hoành tráng ha. Công viên trưng bày động vật các thứ. Để vào xem động vật nhá. Đấy, chỗ này nổi tiếng về cây hoa anh đào, nó mọc dọc chỗ này. Xong nó mọc, nó mọc như này. Xong chụp ảnh chỗ này cũng đẹp. Đây là cái sừng của nó mọi người này. Sừng con hươu này. Sừng nó đấy, sừng bé bé, sừng to to này. Hay ha. Ê, nó nhìn thẳng mặt mình mọi người ơi. Nhìn trông tội nhở. Nó nhìn thẳng mặt mình luôn này. Mỗi đứa một góc, bên kia có hai đứa. Hey. Đấy. Nó nhìn thẳng mặt mình luôn này. Chỗ này có vẻ nhiều con hơn này. Chắc đây con nhỏ nên là người ta nhốt nhiều mọi người ạ. Chắc đây nai nhỏ nhá, nên người ta nhốt nhiều này cơ mà. Mà lông nó rụng hết rồi mọi người ạ. Nhìn tội nhờ. Đây nhốt nhiều nhất này. Mấy con kia nằm này. Chắc giờ chiều thôi. Mấy con cỏ ấy. Mùa đông không biết lấy cỏ đâu ra cho Loan. Nhìn tội nhờ. Nó rụng hết lông rồi này. Đấy. Nó rụng hết lông rồi. Nhìn tội ha. Đấy, nó chỉ có như thế này thôi mọi người ạ. Hết rồi. Nó mất sừng rồi mọi người ạ. Yêu mất sừng rồi. Trong đây người ta kiểu như là nuôi thú ấy, hầu như nuôi nai mới hiêu nhá. Đấy, trong đây này mà hôi lắm mọi người, hôi. Đợt này chắc là rụng sừng rồi, nhìn đẹp ha. Đây là cây này mọi người này, trông hoa bé tí này, xong rồi nó mọc nhiều trên thân cây ấy, nhìn như tuyết ấy, nhìn đẹp ha, dễ thương nhở. Cái cửa hàng tiện lợi ở dưới đây dễ thương chưa? Chợ nó nằm dưới cái giống như khu đổ lát ấy. Chứ buồn cười nhà, giống như trong phim gì ấy, trong phim gì khủng long ấy. Nhìn dễ thương nhở. Nó mọc cây kìa, nó xung quanh luôn, nhìn hay ha. Ở đây có cả một khoảng sân rộng này để mọi người kiểu như cắm trại ấy. Đến đây mà nhìn thích nhờ mọi người nhở. Mình để ý nhá, ở Hàn Quốc này này, nhà ở thì ít nhưng mà công viên thì rất là nhiều. Nó rộng này cơ mà. Công viên rất nhiều mọi người nhá. Mà đặc biệt ở Hàn Quốc này này, người ta kiểu như thiết kế công viên ấy rất là thu hút rất nhiều người nhá. Rộng này còn tha hồ mà ngồi mà camping hay là dựng trại lên mà chơi. Chỗ nghỉ ở chân này này cũng nổi tiếng với cái bàn này mọi người này. Cái bàn này là kiểu như là người ta bảo là dựng lên cho người khổng lồ ngồi ấy. Đấy. Leo lên đây này. Xong lên đây ngồi ấy, buồn cười lắm mọi người ạ. Có nhiều cái cũng hay. Ở đây có nhiều bức tượng rất là hay nhá. Đây này. Đấy, hai mẹ con ấy. Hai mẹ con, bức tượng hai mẹ con ở đấy, có rất nhiều chỗ để nghỉ, cắm trại này. Đấy, người ta kiểu như là phục vụ nhân dân ấy. Nhà mình thì không gần đây, nếu nhà mình gần đây thì ngày nào mình cũng ra công viên. Chả phải đi đâu à. Rộng rãi này cơ mà, tha hồ la hét nhá. Cái chỗ hàng cây huyền thoại này này,
người ta lên đèn rồi đấy mọi người. Tối rồi. Cái chỗ này gọi là bao nhiêu bộ phim nó quay ở đây ấy. Lấy hàng cây đấy rất là đẹp. Đấy. Nó còn biểu tượng đẹp là cái ba hai bàn tay lắm vào nhau ấy này này. Đấy, biểu tượng rất là đẹp nhá. Đấy. Đây là lên đèn đẹp chưa? Mùa thu nhá. Cây này nó vàng lá nhá. Hai hàng rất là đẹp luôn. Đảo Nami cũng rất là đẹp. Mọi người chỉ giúp mình xem đâu là đường về Việt Nam. Toàn Washington, Sydney, Tokyo. Việt Nam không có mọi người ạ. Mexico, Hokkaido. Việt Nam không có. Ngồi xuống mới chụp được hết cái hoa tulip này. Nhìn đẹp ha. Tối rồi mọi người ạ, tối muộn rồi. Đây là biểu tượng bên ngoài công chỗ cổng chính công viên ấy. Tối muộn rồi. Trời sầm sầm tối rồi, đi về. Ở bên cạnh là hoa này. Hoa cúc à? Hoa cúc với hoa gì ấy. Mình cũng được. Nói chung là đi cái hoa ở giữa thì nó chưa tàn mấy mọi người ạ. Sao cảm giác nó giá xong bên nhỉ? Hoa màu vàng. Mình chỉ thích tulip màu đỏ thôi. Các màu khác thì mình không thích đâu. Thật. Thì hiện tại bây giờ ấy, thì là mình đi về nhá. Video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Hẹn mọi người vào một video tiếp theo. Mọi người nhớ nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn. Nói chung là mọi người đăng ký ấy, mọi người chia sẻ nhé. Thì mình có động lực mình quay nhé. Tại vì đợt này ấy, mình quay rất nhiều mà sao mọi người hình như là không đăng ký đúng không? Mọi người nhớ đăng ký nhé. Cảm ơn mọi người nhé.